Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh YouTube của Nhật Bác Phú Cường nhé. Xem như này thì các bác chắc là biết em chuẩn bị bán cái gì rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì lên cho các bác một vài cái mã hút bụi Dyson. Hiện tại đây thì em còn cái mã là con này là con DC 34 các bác nhá. Đây là con DC 34 đủ đồ nhá. Thì nó gồm có hai chuỗi phụ này, một đế sạc, một sạc này, một ống và một chổi bột máy nhá. Đấy. Thì để lấy cái bút thì làm đánh dấu mã nó luôn nhá. Con này là mã số H1 đi. Lên đó con này là H1 nhá. Đấy, con này là H1 thì bác nào lấy thì để các bác con này giá là 1.300.000. 1.300.000 con này nhá. DC34. Ống trắng. Đây có một sạc này. Một đế sạc này, hai chổi phụ, một ống, một chổi chính. Đấy. Giá 1.300.000 nhá, mã H1 này. 1.300.000. Test ok rồi. Đấy. Đây là một chiếc DC nhá. Tiếp theo lên cho bác con này là con để đây con đôi đồ chúng ta bán một cái đôi đồ này. Tiếp theo lên bác một con này là con V6 nhá, con Dyson V6 này. Đấy, con này thì vừa quét vừa lau luôn này. Đấy. Ống tím rất là đẹp nhá. Dyson V6 thì con này cũng gồm một sạc này, một đế sạc, một hai chổi phụ, đấy, máy và ống nhá. Ống rất là đẹp luôn, ống tím. Đấy, thì con này cũng đã test ok hết rồi nhá. Đấy, máy thì bây em đã buộc gọn gàng như này rồi. Đây là cái dây thít thít này, những cái dây sạc hết rồi. Test ngon này hết rồi. Con này thì là mã H2 này. Bao lấy thì để các bác giá là 1.750.000 nhé. H2 này. H2 nhé. Dyson V6. Ống tím nhé. Ống này màu đỏ đỏ tím nhé. Hồng đi. Mạ hồng, ống hồng. Đấy. Giá là 1.750.000 đúng không? 1.750.000. Đấy. Là test ok rồi nhá, đủ đồ nhá, phụ kiện như này. Còn nếu như mà nếu như mà các bác không lấy phụ kiện này nhá, không lấy đế sạc này, không lấy hai chổi phụ này, chỉ cần độc máy, ống, chổi chính thôi, thì để các bác con này giá 1.400.000. Đấy, chỉ lấy sạc và hai thân máy thì để các bác giá 1.400.000. Đấy, nếu mà các bác bỏ chổi phụ này, bỏ đế sạc đi thì là để các bác giá 1.400.000. Tiếp theo lên cho bác một con này là cũng V6 nhé, hoặc là V6 cũng xanh, đủ phụ kiện nhé. Con này ống xanh cũng giống như con kia thôi, 1.750.000 con này nhé. 1.750.000. Test chạy ok rồi. Đấy, những cái chổi phụ này thì các bác có thể dùng để vệ sinh những cái ngõ ngách, những cái khe rãnh nó tiện hơn.
Đấy, 1.750.000 con này là Dyson V6 ống xanh, con này mã H3 nhá. H3 1750 nhá. 1750. Đấy, tiếp tục lên bác, đây con này mới là ống tím này. Một con V6 ống tím nhá. V6 ống tím này. Con V6 ống tím nhá. Cũng hai chổi phụ đầy đủ này, đế sạc, sạc máy, ống chổi chính nhá. Đấy, thì con này cũng nói chung là tất cả cái hút bụi thì bên em đã test rất là kỹ càng rồi. Đấy, thì cũng để cho bác giá con này là 1.750.000 nhá. Con này là H4, đủ 4 màu luôn. Đấy, 1.750.000 nhá. V6. Đây, lên cho bác một cái mã V10. Đấy, V6 ống xanh này, ống hồng, ống tím nhá. Đều có giá chung là 1.750.000. Đủ đồ nhá, full phụ kiện thì nó là giá như vậy nhá. Còn các bác không lấy phụ kiện thì để các bác giá 1.400.000. Đây, con này là con DC43 này. Con này còn duy nhất một con thôi. Đủ đồ nhá, rất là đẹp này. Đấy, bác lấy này để các bác giá 1.400.000 nhá. Đủ đồ này. Đấy, ống đỏ này. Còn duy nhất một con là con này H5 này. H5 nhá. Đấy, giá 1.400.000 con này nhá. Đã test ok cho các chức năng rồi. Trời ơi, chạy máy chạy đồ đạc đầy đủ này. Mã H5 thì em lên cho bác con này giá là 1.400.000 nhá. Đấy, duy nhất còn một con này thôi. Con H5 là duy nhất một con, màu rất là đẹp này. Đầu máy màu rất là đẹp này. Chổi nó cũng rất là dị nhá. Đấy, chổi này rất là hay này. Đấy, con này con còn mỗi duy nhất cả nhà mỗi con. Con này bán rất là chạy. Mỗi con này thôi. Nên là đấy, bác nào lấy thì bác giá 1.400.000. DC43. DC43. Đây, tiếp theo lên cho bác con V10 nhá. Dòng này thì nó cực khỏe. V10 thì hiện tại bây giờ bên em còn nghĩa là còn thân này, ống này và chổi chính thôi, tức là có 4 phụ kiện thôi và sạc nữa nhá. Một sạc này, một thân máy này, một ống và một chổi nhá. Đấy, những cái mẫu Dyson này, V10 này thì bên em còn các loại màu khác nhau, còn lại chất lượng thì nó như nhau thôi. Test thì đều test ok rồi. Đấy, Dyson V10 này thì 2.500.000 một con. Đấy, 2.500.000 một con nhá. Rất khỏe luôn, dòng này cực khỏe luôn. Và khi dùng hút bụi thì các bác lưu ý với những tất cả dòng hút bụi Dyson đấy nhá, thì chúng ta để mức nó là bình thường thôi. Nếu cho các bác để mức max này thì nó chỉ được khoảng 5 đến 7 phút thôi, có khi không đến. Nên là chúng ta để cái mức bình thường thôi. Bình thường nó rất là khỏe rồi. Chứ nếu như để max thì nó sẽ rất là nhanh hết pin nhá, các bác lưu ý nhá. Kể cả các máy V6 hay DC, các bác lưu ý giúp em một cái chi tiết này. Cái này rất là quan trọng. Nhiều bác phải cứ để max xong bấm được khoảng tầm 5 phút vụ em ơi, cái máy này nó hết pin nhanh hết pin thế. Thì phải giải thích luôn các bác, nó dùng chế độ max. Nên nếu bác để max này nó sẽ rất là nhanh kiệt pin và nó có thể dẫn đến tình trạng bị khóa pin. Đấy. Nếu để chế độ max này, chúng ta dùng cái lượng pin nó đột ngột quá ấy, nó sẽ bị khóa pin thì nó sẽ đây, cái con này vẫn còn pin vẫn hai vạch này. Đấy. Thì đấy, em báo giá luôn bác xem này, 2.500.000 nhá. Đấy, chổi chạy, máy chạy ngon lành hết nhá. Dyson V10. Đấy, em còn mấy mã V10 nữa, khoảng 3-5 cây nó V10 nữa nhá. Đấy, thì giá đều là 2.500.000 một cây. Đấy, ví dụ như mà các bác là thích màu nào thì các bác báo em bên em nhá. Ống này thay đổi được. Đấy, thì giá là 2.500.000, con này là mã H6 nhá. H6. Đấy, giá là 2.500.000 một cây Dyson V10 này. Dòng đấy là dòng VIP nhất của Dyson rồi. Đấy. Còn V12 nữa thôi, sau V12 thôi. Dòng này trên thị trường nó phải bán tầm hai mấy triệu rồi, hai mấy triệu rồi. Một cây này rồi. Đấy, thì bác nào chốt cái
mã nào ấy thì các bác liên hệ giúp em qua số là 0862 594 684 nhé. Các bác đang xem live cho xin một nút like, một nút chia sẻ nữa nhé. Ngoài ra thì em sẽ lên một cái mẫu nữa. Ngoài ra thì em lên cho bác một cái mẫu V8 nhé. Mẫu V8 hoạt động bình thường. Hiện tại mẫu V8 bên em thì chỉ còn đế sạc thôi, chổi phụ thì hiện tại bên em đang hết rồi. Đấy. Mẫu V8 thì còn thứ nhất là còn báo luôn các bác là tình trạng máy là bây giờ test ngon lành rồi, hoạt động bình thường. Và phụ kiện đi kèm của nó thì có một sạc này. Một đế sạc này. Đấy, một sạc, một đế sạc này. Một thân máy chính này, một ống và một chổi nhá, một chổi chính. Đấy thì là với những chiếc V8 này thì các bác giá là 1.9 triệu nhá. 1.9 triệu một chiếc V8. 1.9 triệu một chiếc V8 như thế này. Đấy, tức là một đế sạc này, một sạc, một thân máy, một ống chính, một chổi chính là 1.9 triệu một cây. Đấy V8 này nhá. Đây là V8. Nó cũng có chế độ chọn chế độ max này, min max này. Các bác nên cứ để chế độ bình thường nhé, chúng ta không nên đặt chế độ max nhé. Chế độ max thì rất là nhanh hết pin, hao pin. Ok, thì đây là V8 nhé. Đây là mã số H7 nhé. H7 nhé. Giá là 1.9 triệu nhé. H7 giá 1.9 triệu. Ok, thì ở video này em báo giá cho bác là 7 mã Hope Edition. Thì các bác quan tâm đến hút bụi thì có thể liên hệ giúp em qua số là 0862 594 684 nhé. Ngoài ra các bác là nhà đang có hút bụi Edition rồi và có thể cần mua thêm ví dụ như sạc hoặc là đế sạc chẳng hạn thì các bác có thể liên hệ giúp em qua số điện thoại của bên em 0862 594 684 nhé. Cảm ơn tất cả các bác theo dõi video. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bác nhé.